Thằng Toàn đâu hả? Chúng mày bao che cho nhau đúng không? Tôi xin anh đừng đánh tôi nữa, anh thả tôi ra đi. Dương. Tao hỏi lại lần cuối, tiền của tao đâu hả? Tiền nào vậy anh? Bố mày chết rồi thì mày phải có trách nhiệm trả, còn nếu không ấy tao đưa mày về gặp ông già mày luôn đấy nhá. Số tiền đó có lớn không ạ? Ban đầu thì cũng ít thôi, nhưng mà càng về sau tiền lại càng tăng lên, bây giờ khoảng hàng chục triệu đồng rồi. Hàng chục triệu làm sao mà chúng ta có thể trả được đây? Không có tiền trả phải tìm cách mà trả. Đừng nghĩ chuyện quỵt tiền của tao nhá. Tôi xin anh, xin anh đừng đánh nữa. Tôi sẽ trả mà. Anh cho chúng tôi một tuần, nhất định chúng tôi sẽ trả. Kể ra bây giờ đánh bọn mày thêm thì cũng không đào đâu được ra tiền. Được rồi, tao sẽ chọn mày thêm một thời gian nữa. Tôi cảm ơn anh, chúng tôi cảm ơn anh, nhất định chúng tôi sẽ trả. Nhưng mà khoan, tao chưa nói xong. Tao cho chúng mày thêm thời gian, nhưng mà lãi suất thì sẽ là gấp đôi nhá. Tiền lãi? Còn tiền lãi gấp đôi nữa sao ạ? Tao không cần biết chúng mày làm cách nào để trả tiền, nhưng mà đến lúc đấy mà không trả đủ tiền cho tao ấy thì tao sẽ đến lấy mạng luôn của hai vợ chồng chúng mày đấy. Đừng có thách tao. Để em bôi giúp anh. Anh nghỉ tay một lát, rồi chúc mình ăn cơm nhé. Có phải là chỗ bị đánh này đau lắm không? Anh có đau, nhưng mà anh đau lòng nhất là đã để em phải chịu khổ. Nếu như ngày xưa em không lấy anh thì bây giờ đã... Anh đừng nói vậy. Em cũng sợ khổ. Em là vợ của anh mà. Chúng ta là vợ chồng thì sẽ cùng nhau trải qua. Em không sợ khổ đâu. Anh đừng nghĩ nữa. Anh ngồi đây đợi một chút nhá, để em dọn cơm xuống. Thôi thì bây giờ mình cứ cố gắng anh ạ. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Rồi ông trời cũng không làm ai khổ mãi bao giờ đâu. Toàn ơi, ở nhà không? Giọng ai nghe như của thằng Đức ấy nhỉ? Mà từ hồi vợ chồng mình cưới nhau đến bây giờ không thấy mặt mũi nữa đâu cả. Hay là em dọn tạm cơm ở trong nhà đi, để anh ra xem có phải thằng Đức không. Chứ không khách khứa mà tới nhà thấy vậy thì kỳ lắm. Dạ. Kìa Đức, mày đi đâu đấy? Sao lâu rồi mày không qua thăm tao? Trả lời tao đi thằng này. Mày đi đâu mà lâu rồi mới về đây thăm tao? Tao đi làm ăn. Đi làm ăn á? Này, tao sang đây để bàn với mày một chuyện. Có việc làm ăn đấy. Có phải là vợ chồng mày có một số của cải hồi môn của Dương đúng không? Chuyện làm ăn á? Là chuyện gì? Cơ mà tại sao mày lại biết là Dương có của hồi môn? Thì ông bà có mỗi mình Dương làm con. Bây giờ ông bà mất rồi, số của cải ấy để lại cho Dương chắc là cũng không ít. Ý mày là gì? Này, đừng có hiểu nhầm. Tao hỏi vậy để tính xem. Mày hỏi mượn tạm Dương đi, đi làm ăn với tao. Mượn tiền vợ chồng tao để đi làm ăn á? Chứ còn gì nữa. Mày nhìn xem, mày định ở căn nhà rột nát này cả đời à? Này, tao bảo, bây giờ muốn giàu, lên rừng đi đãi vàng với tao. Chỉ cần bỏ ít tiền, mua dụng cụ, mua lều trại là được. Cái gì? Đãi vàng á? Bé bé cái mồm thôi,
Chuyện này không phải chuyện công khai đâu, làm lén lút đấy. Mày cứ oang oang như thế, người ta thấy người ta sáng hô cổ cả hai thằng bây giờ. Nhưng mà tao nghe bảo đại phẳng ở khu tự trị đó phức tạp lắm. Ôi giời ơi, mày nhát như thế thì bao giờ mới giàu được. Nhìn tao đây này. Thế nhưng mà có thật là mày vừa bảo tao như thế không? Chứ còn gì nữa. Thế mày nghĩ thời gian qua tao đã đi đâu? Thế nào, có muốn đi với tao không? Tao đang định làm chuyến nữa. Nhưng mà tao nghe nói là đào vàng ở khu tự trị đó phức tạp lắm. Ôi giời ơi, mày cứ nhát như thỏ đế, bao giờ mới giàu được. Nhìn tao đây này, đi một chuyến về cả năm sống sung sướng, có phải nghĩ gì đâu. Nhưng mà tao còn vợ. Chính vì mày còn vợ, mày mới phải đi với tao. Mày định để vợ mày ăn cơm chan nước mắm cả đời à? Nghĩ đi. Anh sẽ đi đào vàng sao? Bây giờ hết cách rồi, anh phải đi thôi em ạ. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Ở trên đó anh cũng có quen ai đâu. Với lại khu đào vàng tự phát phức tạp lắm, em lo. Bây giờ mà không đi thì tiền đâu mình trả nợ bây giờ. Có Đức đi cùng với anh mà, nó là bạn thân từ nhỏ của anh, không sao đâu. Anh à, hay là anh ở nhà đi, anh đừng đi nữa. Em có dự cảm bất an lắm. Nhưng mà bây giờ không đi thì tiền đâu mình trả nợ chứ. Mà em cứ yên tâm nhá, anh đi rồi anh sẽ về với em mà. Vậy thì anh hứa, anh hứa là đi về thật cẩn thận và nhất định phải trở về đấy. Anh biết rồi. Đây là tiền hồi môn mà bố mẹ để cho em. Anh cầm lấy đi mà đi được. Tiền hồi môn của em làm sao mà anh lấy được? Anh đã không lo được cho em, còn lấy tiền của em nữa. Anh đã từng hứa rồi, dù có nợ nần thế nào đi chăng nữa thì số tiền này không bao giờ anh đụng tới đâu. Em cất đi. Anh à, em biết lần này anh phải có tiền, phải có tiền thì mới xoay sở được. Anh cứ cầm lấy đi, coi như là em cho anh mượn đầu tư, rồi sau này anh trả lại em sau có được không? Anh tệ quá. Cưới em về đã không lo được cho em rồi, còn cầm tiền của em nữa. Anh... Còn đây là con dao gấp nhỏ, anh cầm lấy đi. Ở đó môi trường nguy hiểm lắm, nên anh hãy cầm lấy để đề phòng bất trắc nhá. Anh biết rồi. Không được, anh không được để vào ba lô, mà lúc nào cũng phải mang theo bên mình. Anh biết rồi, em cứ yên tâm nhé. Này, Toàn ơi, nghỉ mệt một tí đã. Sang kia ngồi nhá. Ừ, cái gốc cây mát mát kia kìa, đi sang đấy đi. Đức! Đức! Mày làm cái trò gì vậy? Thả nó ra! Đây rồi! Xem ra đi chuyến này cũng không uổng. May mà trước khi bố mẹ Dương mất, tao đã nắm được thông tin là ông bà để cho Dương một số tiền. Đức! Thả tao ra! Mày tỉnh dậy hơi sớm đấy. Đúng ra mày phải ngất thêm một lúc nữa. Mày lừa tao à? Mày là cướp! Bây giờ mày mới nhận ra, do mày ngu thôi. Đức, tao với mày là bạn với nhau, sao mày làm thế với tao? Bạn á? Tình bạn có đẻ ra tiền được không? Mày... Này, ông bạn tưởng đào vàng bây giờ dễ ăn lắm à? Bao nhiêu thằng cắm đầu vào,
mà vàng thì số lượng có hạn. Mày nghĩ xem, đi cướp dễ hơn nhiều, chỉ cần dùng cái đầu. Tao mà thoát ra được thì mày không xong với tao đâu. Cái gì? Mày thoát ra hả? Nói cho mày biết, mày vào đây là vào chỗ chết rồi. Không thử nhìn lại xem, ở cái khu ngoại ô hoang vắng này, con gà con chó còn chả nổi một con, sẽ chẳng ai đến cứu mày đâu. Rồi mày sẽ phải trả giá Đức ạ. Được, nếu mà có được vợ mày cùng với số tiền này thì giá nào tao cũng trả. Mày định làm gì Dương hả? Mày biết đấy, tao trước giờ vẫn thích Dương, mà để cô ấy ở với một thằng như mày phí lắm. Tao cấm mày. Im ngay. Mày cứ ở đây mà cấm. Chỉ vài ngày nữa thôi, mày sẽ trở thành một con ma đói đấy Toàn ạ. Goodbye. Đức, có ai không? Đức, Dương. Anh Đức, sao anh lại ở đây? Chẳng phải là anh đang đi với chồng tôi sao? Chồng em chết rồi. Chồng tôi làm sao cơ? Anh cũng không muốn báo tin này đâu, nhưng mà chồng em đi ra suối Đại Vàng trượt chân ngã chết rồi. Chồng tôi. Dương. Chồng tôi chết rồi. Chồng tôi. Dương. Cuối cùng thì em cũng thuộc về tôi. Tôi chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, em có biết không hả Dương? Anh Toàn. Anh định làm gì? À, anh thấy em ngủ mơ nên muốn đến để xem thế nào thôi. Cảm ơn, tôi không sao. Sao em lạnh lùng với anh thế? Dù sao thì chồng em cũng mất rồi mà. Có anh ở bên cạnh chăm sóc không phải là tốt hơn sao? Anh Đức, chồng tôi vừa mới mất mà anh dám nói những câu như vậy sao? Thì sao? Dù sao thì thằng Toàn cũng đã mất rồi mà. Nếu mà anh còn ăn nói kiểu như vậy nữa thì mời anh ta khỏi nhà tôi. Cái gì? Em đuổi tôi? Tôi có gì không bằng thằng Toàn chứ? Tại sao ngày xưa em chọn lấy nó mà không phải tôi? Anh Đức, chồng tôi vừa mới mất, anh đừng có dằn vặt những cái điều không đâu với tôi nữa. Không đâu á? Đối với em, nó là chuyện không đâu, nhưng với tôi, nó rất quan trọng. Em có biết là tôi chờ ngày này lâu lắm rồi không? Hả? Thằng Toàn, tôi có gì không bằng thằng Toàn chứ? Em đi theo tôi đi, tôi có rất nhiều tiền, em sẽ không phải khổ đâu. Tôi không giống như thằng chồng vô dụng của em nhá. Đi với tôi nhá. Anh đúng là đồ không biết xấu hổ. Bạn vừa mất đã quay ra tán vợ bạn rồi. Anh mau cút ra khỏi nhà tôi. Này, nói cho em biết, những gì thằng Đức này muốn có thì nhất định sẽ phải có được. Bỏ tôi ra, có ai không cứu tôi với? Bỏ tôi ra. Sẽ không có ai đến cứu cô đâu. Ngoan ngoãn đi theo tôi. Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Dương, em có sao không? Anh Toàn, là anh sao? Anh không sao, anh không chết chứ? Mày, tại sao mày lại? Đúng vậy, tao chưa chết. Tao không thể nào chết dễ dàng để mày ung dung cướp vợ của tao được. Sao có thể chứ? Tại sao lại không thể chứ? Người hiền lành thì trời cao luôn có mắt để giúp đỡ họ thôi. Cô là ai? Chúng tôi đều là những người được cậu Toàn đây giúp đỡ. Giúp đỡ sao? Anh ơi, mọi chuyện là sao thế anh? Em có nhớ con dao mà em đưa cho anh không? Trình nó đã cứu anh trong lúc thập tử nhất sinh đấy.
Cô gì ơi, cô bị làm sao thế? Anh là ai thế? Anh định làm gì tôi à? Không, cô đừng hiểu lầm. Vừa rồi tôi bị trói ở gốc cây đằng kia. Tôi vừa cởi trói xong, nghe tiếng cô khóc cho nên tôi xem cô làm sao thôi. Anh bị trói ở đây á? Chỗ này hoang vắng như vậy, tại sao anh lại bị trói? Chuyện của tôi dài lắm. Nhưng mà cô bị làm sao đấy? Cần tôi giúp gì không? Tôi thấy chỗ này hoang vắng nên muốn chụp ảnh thiên nhiên một tí. Nhưng mà vào đây lạc mất, rồi còn trượt chân ngã nữa, nên tôi không biết phải làm sao. Thế à? Chân cũng bị trật mất rồi. Tôi biết đán chân đấy, để tôi giúp cô nhé. Đỡ rồi đấy, chỉ vài ngày nữa là khỏi thôi. Nhưng bây giờ thì đi lại vẫn hơi khó một chút. Cảm ơn anh, tôi đỡ nhiều rồi. Không có gì đâu. Giờ này ở nhà chắc mẹ tôi lo lắm. Ở nhà? Dương, đúng rồi, còn Dương đang ở nhà. Từ khoan đã. Tôi có thể nhờ anh một việc được không? Anh đưa tôi về nhà nhé. Tại trong này điện thoại tôi không có sóng, không gọi được. Nhưng mà... Thôi được rồi, để tôi đưa cô về nhé. Dù sao thì không để cô ở lại đây được. Sao? Chưa tìm thấy cô chủ à? Thế thì tiếp tục tìm đi, tốn bao nhiêu tiền được. Mẹ ơi, con về rồi đây. Con, con không sao chứ? Con bị lạc vào khu đất hoang. Con bị trật chân à? Thế thì vào nhà đi, để mẹ mời bác sĩ giỏi đến nhá. Thôi, không cần đâu mẹ. Anh ấy đã nán chân cho con rồi. Anh ấy đã cứu mạng con đấy. Cậu cứu con gái tôi sao? Tôi thấy cô ấy gặp nạn, cho nên tôi giúp đưa cô ấy về. Nếu như không còn gì nữa, tôi xin phép đấy ạ. Anh, khoan đã. Mẹ ơi, nếu không nhờ anh ấy thì con đã gặp nguy rồi. Con thích anh ấy. Anh ấy là ân nhân của nhà mình đấy. Phải, cậu là ân nhân của chúng tôi. Để cậu vào nhà đi, để chúng tôi được tạ ơn. Không, hai người đừng làm như thế chứ. Thực ra, ai trong hoàn cảnh của tôi cũng sẽ đều làm như vậy thôi. Ơn của anh đối với tôi lớn như vậy, hay là anh ở lại đây để mẹ con tôi trả ơn với anh? Không, không thể như vậy được. Vợ tôi đang ở nhà chờ tôi về cứu cô ấy. Tôi không thể nào ở đây hưởng vinh hoa được. Tôi xin phép. Kìa cậu, cậu đã có vợ rồi à? Vợ cậu đang gặp nguy hiểm à? Dạ vâng. Chính bạn thân của tôi vì muốn chiếm đoạt vợ tôi mà đã hại lừa tôi ra bãi đất trống rồi trói tôi lại ạ. Có chuyện như vậy sao? Bây giờ tôi phải về nhà ngay để cứu cô ấy. Tôi xin phép. Khoan đã, để chúng tôi đi với cậu. Rắc rối của ân nhân cũng là rắc rối của chúng tôi. Cậu đã cứu mạng con gái tôi, chúng tôi sẽ bảo vệ vợ cậu. Thật sao ạ? Chúng tôi cũng ghét cái loại lừa bạn cướp vợ lắm. Thế nên là để chúng tôi cùng anh đến cứu vợ nhé. Tôi cảm ơn hai người nhiều lắm ạ. Alo, cho tôi một xe 7 chỗ ngay bây giờ nhé. Chúng ta khởi hành luôn. Mọi chuyện là như vậy đấy. Chị là vợ của ân nhân của tôi, chị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ chị đến cùng. Cảm ơn. Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm. Cháu không cần phải cảm ơn. Cái loại phản phúc và vô nghĩa như thế này ấy, thì sớm muộn ngày này cũng đến thôi. Bà định làm gì tôi? Làm gì á? Tôi không làm gì, nhưng cơ quan chức năng thì có đấy. Bà... Anh động đến nhầm người rồi đấy. Cả người cháu không cần phải lo, cậu ta sẽ không chạy được đi đâu, vì người của tôi ở ngoài hết rồi. Chị làm gì đấy? Chị đứng lên đi. Hai người đã cứu anh Toàn, lại còn cứu cả tôi nữa. Tôi không biết phải làm thế nào, phải làm sao thì mới đền ơn đủ cho hai người được. Tôi đã nói anh chị là ân nhân của tôi cơ mà. Tôi rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Anh Toàn dù ở xa như thế nào vẫn luôn hướng về chị. Còn chị dù có biến cố ra sao nhưng vẫn trung thành với anh ấy. Tình yêu đẹp của hai người đã khiến mẹ con tôi cảm động. Mẹ con tôi sẽ giúp đỡ hai người một số tiền để... Dạ thôi ạ, hai người
giúp vợ chồng tôi như vậy là quá đủ rồi. Tôi không dám nhận thêm gì đâu ạ. Đó không phải là tiền đền ơn, mà là vì chúng tôi ngưỡng mộ tình cảm của hai người nên muốn tặng thôi. Vậy thì tôi xin phép được cảm ơn ạ. Có thế chứ. Chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ hai người một số vốn. Nếu sau này hai vợ chồng có khó khăn gì ấy, thì cứ liên hệ với chúng tôi. Tôi cảm ơn. Cảm ơn bà. Bà tốt với vợ chồng tôi quá ạ. Đó không phải là mẹ con tôi tốt đâu, mà là vì mọi việc tốt trên đời đều sẽ được đền đáp. Anh ơi, tốt quá. Vậy là vợ chồng mình có tiền trả nợ và làm lại cuộc đời rồi.